Xin chào các bạn, mình là thầy Tân Tiến và hôm nay mình làm clip này với mục đích là sẽ đặt ra các mục tiêu cho năm 2020 để mình sẽ cố gắng thực hiện và xem là mình thực hiện được đến đâu. Thì năm nay thì mình muốn làm một số việc. Đầu tiên đó chính là mình muốn đi học lái xe ô tô, mình muốn đi học thêm tiếng Anh, mình sẽ có dự định là sẽ đi du lịch một vài nơi, mình muốn mở một vài lớp apply để ôn thi cho các bạn và năm nay thì mình muốn kiếm người yêu. Mình bắt đầu năm 2020 với rất nhiều dự định, nào là đi học tiếp, mở lớp dạy apply, đi du lịch trong nước và nhiều thứ khác nữa. Ngay từ đầu năm thì mình đã mở thành công một lớp dạy apply ôn thi ngân hàng nhà nước. Mình đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị với các bạn qua từng buổi học, qua đợt mùng 8 tháng 3. Và thật sự rất may mắn đối với mình khi mình đã có hai học viên trúng tuyển vào ngân hàng nhà nước. Mình cảm thấy năm 2020 đang khởi đầu rất thuận lợi cho mình và cho các bạn. Cho tới một ngày. Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Khi mà dịch Covid bùng phát thì nó đã ảnh hưởng đến rất nhiều dự định của mình. Việc mở lớp apply ôn thi kiểm tra nước thất bại, kế hoạch đi du lịch có lẽ cũng không đâu vào đâu. Rồi Covid thì hạn chế ra đường, kiếm người yêu ở đâu được cơ chứ. Bước ngoặt đến với mình có lẽ cũng chính tại đợt Covid này. Mình không nghĩ rằng trong lúc Covid mình đã nhận được nhiều lời đề nghị của các bạn về việc mở lớp dạy online như thế. Các bạn nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để các bạn thi đỗ vì các bạn già rồi. Bạn phải thi đỗ để chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn có thể tự thi và thậm chí bạn còn bảo với mình là em phải thi đỗ để còn lấy chồng nữa. Và thế là mình quyết tâm phải mở bằng được lớp online. Mình bắt đầu mua bảng, mua dụng cụ về dạy và thế là những clip đầu tiên mà mình làm ra đời. Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh hướng dẫn ôn thi công chức viên chức miễn phí của thầy. Nào hãy nhớ thầy, V là gì các bạn? V là 5. Được chưa? Vậy thì ngày đương nhiên phải là gì? Phải là ngày có số 5. Được chưa các bạn? Ta loại đáp án này. Sao nó cứ kiểu gì nhỉ? Thôi dẹp. Nhưng mà thôi cũng mất công quay rồi. Hay cứ thử đăng lên xem sao nhỉ? Nào, để lên xem phản hồi của các bạn ở trên mạng nào. Thầy dạy hay và dễ hiểu. Rất hay và bổ ích ạ. Mình thực sự rất là vui khi nhận được nhiều phản hồi tích cực của các bạn. Mình biết rằng những điều mình đang làm là giúp ích được cho mọi người và mình tự hứa rằng là mình phải làm ra nhiều clip hơn nữa. Mình bắt đầu việc giảng dạy online với lớp kiểm toán nhà nước từ tháng 4, lớp viên chức giáo dục Vĩnh Phúc từ tháng 3. May mắn cho mình là dù là lớp nào đi chăng nữa thì cũng đều có những bạn đỗ đạt điểm cao. Mình đã có những thành công đầu tiên trên hành trình dạy ôn thi trên mạng và mình đang dần được nhiều người biết đến. Yeah, xin chào các bạn và mình đang ở Đà Nẵng. Đây, giới thiệu với các bạn, đây chính là sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và hôm nay thì mình sẽ chinh phục đỉnh Bàn Cờ bằng một phương tiện, đó chính là xe gắn máy. Và nếu như các bạn chưa biết thì mình không hề biết đi xe số. Và đây là lần đầu tiên mà mình đi xe số để chinh phục một cái địa điểm mà cao lên thế. Trời ơi, cảm giác thật là tuyệt vời các bạn ạ. Kết thúc chuyến du lịch Đà Nẵng, mình lại có những dự định mới. Mình chuẩn bị mọi thứ cho kỳ thi công chức thuế. Mình tổ chức workshop. Mình tổ chức dạy online. Rất nhiều thứ mà mình muốn làm. Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ôn thi công chức của thầy. Các em đã được nghe những bài giảng của thầy Tài Tân Tiến. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013. Thì đây là một nội dung mà gần như là tất cả các kỳ thi công chức chúng ta đều cần phải biết đến và thi vào. Thần chú chúng ta là gì? Đó là Đoàn Nông Sản Nữ Chiến Binh. Tức là gì? Các bạn hãy tưởng tượng ngày xưa đi đánh nhau đúng không? Thì không chỉ là gì là mỗi các cái chiến binh gọi là quân sĩ đấy, binh sĩ đấy ra ngoài mặt trận đánh nhau giáp mặt, đánh lá cà với địch, đúng chưa? Mới gọi là những chiến binh. Mà gì? Các chị em phụ nữ nào là lo hậu cần này, lo lương thực, thức ăn, thực phẩm, một thứ nông sản. Thế thì để có được thầy hôm nay vẫn đang đứng trước đây để nói chuyện màn hình các bạn ấy, thì thầy khẳng định luôn là có một sự ủng hộ cực kỳ lớn đến từ các bạn.
Và thầy rất trân trọng cái điều đấy, khi mà các bạn vẫn còn đang ngồi đây và nghe thầy nói. Cứ thế cho đến một ngày. Ngày hôm nay mình cảm thấy rất trống trải và mình nhận ra là không phải mình ở bên cạnh các bạn trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, mà là các bạn đã luôn ở bên cạnh mình. Mình biết ơn các bạn vì điều đó. Mình vẫn nhớ những ngày tháng mình đi làm về, ăn vội cơm và lao vào dạy. Thực sự mình quá may mắn vì có những bạn học viên như các bạn. Các bạn luôn ở cạnh động viên, ủng hộ, thậm chí các bạn còn bảo vệ mình nữa. Mình luôn biết rằng là nhờ có các bạn ở bên cạnh yêu thương và ủng hộ mình, nên mình mới có đủ sức mạnh để vượt qua mọi chướng ngại trong năm vừa rồi. Nếu có một điều mà mình học được trong năm vừa rồi thì đó là cuộc sống sẽ luôn có những điều mà chúng ta không thể lường trước. Mình thực sự chưa từng hình dung rằng là mình lại có một lớp học đoàn kết đông vui và dễ thương đến như vậy. Và với tư cách của một người thầy thì mình đã làm tất cả những gì có thể. Mình đã giữ được cam kết đỗ 100% cho các bạn khi theo học môn kiến trúc của mình. Mình dạy các bạn học thuộc, dạy các bạn làm bài tập và nhiều thứ khác nữa. Còn các bạn cũng dạy lại mình rất nhiều thứ mà mình tin rằng là nó sẽ giúp ích được mình rất nhiều trong tương lai. Rất nhiều cơ hội vẫn đang chờ đợi chúng ta trong năm mới. Đừng quên rằng trên chặng đường sắp tới, các bạn vẫn luôn có mình ở bên, đồng hành cùng các bạn. Năm mới đến rồi, mình chỉ xin chúc các bạn đủ may mắn để vẫn được cùng những người quan trọng chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Tất nhiên thì cuộc sống sẽ có người đến và người đi, và bản thân mình cũng không biết rằng là mình sẽ tiếp tục dạy hay đồng hành với các bạn trong bao lâu, và đến bao giờ thì chúng mình sẽ phải nói lời tạm biệt. Thế nhưng mà nếu bạn còn ở đây hôm nay thì mình xin cảm ơn bạn vì một năm qua, và xin chúc các bạn một năm mới tràn đầy tình yêu thương từ những người xung quanh. Chúc mừng năm mới các bạn.